天気行こうね。đâu mắt hàn thì như là tớ hỏi nhất nó hỏi nó bôi dầu rồi gì à? Dầu nó lóc khỏi ngay. Bọn nó bôi dầu lóng thì nó khỏi ngay mà nó nhanh. Tập đi đâu à? Ừ thế bọn nó bảo thế. Bọn thợ hàn ấy trước bọn thợ hàn thuyền ấy.